Hello everyone. Chúng tôi chơi giật quay vào tiết trong ngày trong sáp sáp đà. Đôi sau mấy đó tôi chơi tay như vậy hơn như vậy tiết ông pi xong phải đại sắc sảo bọc con cứ miên khăm đáy sự phơi nắng cả đá chân luôn. Chẳng phải là con điểm hay con tụng mình lại sân. Ok, con si stress con ông coi ơi, ôi trống luôn. Ok, put your hand on the table. Cứ đặt đáy bọc con ở lớp tóc. Pay attention, cứ con dùng chân tập đá. Listen to teacher. Snap teacher này, dễ nâng thua cam, cam này nó bọc teacher. Con ai đứng chế, ông Pim mà riêng này chỉ chờ bà mừng riêng. Bà xin chỉ con vô ta lấy sao cho mình mật phẹn chứng. Nó phải đây chỉ chờ mừng riêng tới. Con chào bật bàn. Ok. Ất khóc bì xong mì đoàn thế, thằng ngày này chỉ thằng ngày trong sắp ra. Ok, chẳng thằng ngày này cứ chỉ thằng ngày vậy. What day is it today? Là thằng ngày này ngày ấy kê con? Ngày ấy? Ngày pro hoa good. Ngày pro hoa ăn lê ăn thế. Thursday cứ thằng ngày pro hoa. Thursday cứ thằng ngày pro hoa. Thursday cứ thằng ngày pro hoa. Ok, tì bọn mẹn. Tì bà mùi. Sẽ cứ tì bà mùi. Sẽ cứ tì bà mùi. Sẽ cứ tì bà mùi. August cứ khai say hả. August cứ khai say hả. 2020 cứ chanam bì bọn mà phê. 2020 cứ chanam bì bọn mà phê. Ok, ở đây này cho tất đó cái án lấy ạc rạc cọng rồi bỏ dường. Ok, Alphabet cứ ạc rạc cọng. Alphabet cứ ạc rạc cọng. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, H, Y, Z. Ok, chị chơi sẽ không thể. Nói bây giờ chị chơi anh tới cô đồng chọn trang bị bố thả chị chơi anh là con chị riêng rõ ngày. Vì là thở E, đó là thở Z. Ok, chẳng cầm ôi khát bởi dũ. Pi một xóm mình chỉ chờ bọn riêng cơ nằm pi lệ thơ chế thông nâng lệ thơ chế chế tốt. Nhưng chẳng thằng này chỉ chờ nâng lợp do lệ thơ thông bày mùi chết nằm bày ở cột mán sạc xa. Ok, ở đây chỉ chờ nâng riêng rộp ông pi tù ạ xong lệ thơ nâng. Phía chẳng cứ khai này cứ chỉ khai thật lệ kiòn chẳng phía chẳng. Khmer khmer có tay ta lên nhờ nâng chỉ riêng rõ thằng này. Và tạm với sẻ, cứ có hoa nâng tạm tèo bởi dân. Hãy phải chẳng chứ 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 không thay bụi dưỡng anh đang thay chia sẻ chia một thổ vầy. Cứ kê tay anh chạy thơ miền sai, miền được riêng chia trái cao hay miền của tôi kê bỏ tam về sẻ. Chẳng còn ai tệ bằng đang thay thay ta một thổ nâng chứ chỉ là bỏ lên nâng chia là vầy. Còn anh ai kết dân mất thay ta rụp hiệp nâng rụp hiệp ấy là kê tay anh chạy thơ rụp hoa lờ đi cúp hoa cúp nên con ai chân ám bàn và ta phải là ai thay con ám bàn chạm rõm ai thay ám đăng tề nế. Ok, ở lời ní cầm ai khát bếp chỉ chơi năng cho luôn bùng ruôn ở rộng bò dân cho tu ở sau thông bây mùi tiết ông bì là thơ ở vấy con năng ớt. Ok, ông bì là thơ chê thông hai ta là thơ ấy tiết con tay thì sau đó thứ ngày là thơ chê chê hai là thơ ấy. Ok, cứ là thơ K. K, chẳng thằng ngày này chỉ chờ nâng lợi cho tùa xó K mũi cứ là thơ K. K thông nằm bay con móc sực xa. Con chẳng đang thay thá ta là thơ K thông. Mình rụng biên dòng mách, mình phần màn cho là nế. Con nâng chẳng mơ bằng tình tiệt chỉ chờ nâng bằng hành con nâng lợi cái đặc khiến nó bỏ chỉ chờ. Ok, ở lời nhí, chỉ chờ nâng bằng hành con ông bì là thơ K thông. Nì, để thơ K thông cứ nâng lợi cái đặc khiến nó bỏ chỉ chờ hỏi. Chẳng con khơi bị rục riêng rồi bỏ viên. Con bà con chỉ chọn đăng thá. Tao là thơ khê thống. Miền bồn màn cho là nè. Chẳng tí tiết thì chân nâng bạp lập con. Rồi lòng ất. Ông bì là thơ khê thống. Tao là thơ khê thống. Miền bồn màn cho là nè. Hãy con chăm mơ chỉ chờ tự xe nhờ lời cả đá khiến rồi bỏ chỉ chờ. Ok. Mình tạm mắc chỉ chờ nâng ai con tự xe nhờ lời cả đá chân rồi bỏ con. Nó bay lớp bằng hai nhói chỉ chờ. Ok. Lời ní. Cảm ơn khá bèo dũ, chị chờ nâng an ở con tay mà đón con trong bệnh sạp chị chờ đào dọc chật đốc thực nạn. Ok, letter cứ ạ xó, letter cứ ạ xó, letter kê thống, letter kê thống, letter kê thống, kê phò khai, khai cứ khai, kê phò khai, khai cứ khai, kê phò khai, khai cứ khai, k
okay for Kai Kai គឺ Kai okay ឥឡូវ teacher អានកូន ចំនួន ម្ដង ទៀត កូន ប្រុង ប្រែ ស្ដាប់ យក ចិត្ត ទុក ទុក ដាក់ okay letter គឺ អក្សរ letter គឺ អក្សរ letter K ធំ letter K ធំ K for Kai Kai គឺ Kai K for Kai Kai គឺ Kai K for Kai Kai គឺ Kai okay អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា K for Kai ហ្នឹង គឺ Kai ដែល ពួក យើង ចំណាន ធ្វើ ហោះ នៅ តាម វា ស្រែ អញ្ចឹង ទៅ យើង ដេញ ចាប់ ហោះ តាម ខ្យល់ ឡើង លើ អញ្ចឹង ណា ចឹង នេះ កូន បាន ដឹង ហើយ ថា K for Kai Kai គឺ Kai okay ឥឡូវ កូន ប្រកាស ជា ចង់ ដឹង ថា តើ letter K ធំ មាន ប៉ុន្មាន ចុល ណា អញ្ចឹង កូន ចាំ មើល ដៃ teacher set ទាំង អស់ គ្នា តើ letter K ធំ មាន ប៉ុន្មាន ចុល ណា មាន ប៉ុន្មាន កូន មាន 3 okay letter K ធំ មាន 3 ចុល ណា ចុល ណា ទី 1 down ចុល ណា ទី 2 down ចុល ណា ទី 3 down អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា letter K ធំ មាន 3 down 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 okay ឥឡូវ នេះ ស្ដាប់ teacher ម្ដង ទៀត teacher នឹង អាន ឲ្យ កូន letter គឺ អក្សរ letter គឺ អក្សរ letter K ធំ letter K ធំ K for Kai Kai គឺ Kai K for Kai Kai គឺ Kai letter K ធំ មាន 3 ចលនា ចលនា ទី 1 down ចលនា ទី 2 down ចលនា ទី 3 down okay ឥឡូវ តើ វា អាន ដោយ ខ្លួន ឯង teacher នឹង ចង់ ឲ្យ កូន កូន អាន ឲ្យ teacher okay 1 2 3 start okay ឃើញ ថា កូន ចង់ ចាំ បាន ល្អ មែន តែន អញ្ចឹង អត់ ខុស ពី សម ម្ដង ទេ បន្ត ពី teacher បង្រៀន អំពី letter ហើយ teacher បង្រៀន កូន អំពី number គឺ លេខ okay ពី សម វិញ កូន បាន សិក្សា អំពី លេខ 23 អញ្ចឹង ថ្ងៃ នេះ teacher នឹង បន្ត កូន ចូល ដល់ លេខ 24 ចង់ ដឹង ថា តើ លេខ 24 អាន ថា យ៉ាង ម៉េច កូន ស្ដាប់ teacher ទាំង អស់ គ្នា okay number គឺ លេខ 0 គឺ លេខ 0 1 គឺ លេខ 1 2 គឺ លេខ 2 3 គឺ លេខ 3 4 គឺ លេខ 4 5 គឺ លេខ 5 6 គឺ លេខ 6 7 គឺ លេខ 7 8 គឺ លេខ 8 9 គឺ លេខ 9 10 គឺ លេខ 10 11 គឺ លេខ 11 12 គឺ លេខ 12 13 គឺ លេខ 13 14 គឺ លេខ 14 15 គឺ លេខ 15 16 គឺ លេខ 16 17 គឺ លេខ 17 18 គឺ លេខ 18 19 គឺ លេខ 19 20 គឺ លេខ 20 21 គឺ លេខ 21 22 គឺ លេខ 22 22 គឺ លេខ 22 23 គឺ លេខ 23 23 គឺ លេខ 23 23 គឺ លេខ 23 24 គឺ លេខ 24 24 គឺ លេខ 24 24 គឺ លេខ 24 okay ឥឡូវ teacher បាន អាន ឲ្យ កូន ហើយ ថា លេខ 24 អង់គ្លេស អាន ថា 24 okay អញ្ចឹង ឥឡូវ នេះ ដល់ វគ្គ កូន អាន ឲ្យ teacher ស្ដាប់ ម្ដង teacher នឹង ជឹង អល ឲ្យ កូន ពី letter រហូត ដល់ number okay 1 2 3 start okay good ឃើញ ថា កូន បានអានបាន ល្អ មែន ទែន អញ្ចឹង អត់ ខុស ពី សម ម្ដង ទេ គឺ teacher តែង តែ មាន កិច្ច ការ ផ្ទះ ឲ្យ កូន ធ្វើ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ អញ្ចឹង ថ្ងៃ នេះ កិច្ច ការ ផ្ទះ របស់ កូន គឺ អំពី letter K ធំ K ធំ គឺ កូន មាន កដាស សៀវភៅ របស់ កូន កូន សរសេរ letter K ធំ ឲ្យ teacher មួយ សន្លឹក បន្ទាប់ អំពី កូន សរសេរ ហើយ កូន ត្រូវ ផ្ញើ teacher តាម chat teacher ផ្ទាល់ ហាម ផ្ញើ ចូល ទៅ ក្នុង group កាល ណា ដែល កូន ផ្ញើ ចូល ទៅ ក្នុង group វា អាច ប៉ះ ពាល់ ដល់ មិត្ត ភក្តិ យើង ដែល នៅ ក្នុង នឹង ហើយ teacher តែនិយាយហើយនិយាយទៀតបើសិនជាកូនមានចង្អល់ត្រង់ចំណុចណាកូនអាចឆាតមកសួរ teacher ផ្ទាល់បានអញ្ចឹង teacher សង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះ teacher លើកមកបង្រៀនកូនកូននឹងចងចាំនិងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ teacher ហើយទៅពេលដែលទៅផ្ទះវិញកូនអាចសួរឲ្យប៉ាម៉ាក់បងប្អូនឬក៏យាយតាយើងស្ដាប់ហើយនឹងសរសេរអក្សរឲ្យគាត់មើលថាតើថ្ងៃនេះកូនបានសិក្សាពី letter A អូខេថ្ងៃនេះ teacher បានលើកយក letter 1ដែលកូនបានយកមកសិក្សាចង់ដឹងថាតើលើកថ្ងៃនេះ teacher លើកយក letter អីគេកូន letter A letter K ធំ okay letter K ធំមានប្រមាណចលនា
mean mean bay down 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 okay chẳng chỉ chơi sang khâm thế buổi giờ nâng prong price snap nâng dốc chân tọt đá nâng start tam can này nằm bao chỉ chơi bán này nằm chẳng có thuật khó tệ nhưng chẳng chụp chỉ chơi nâng khâm video cả tiệt okay bye bye.